Thưa khán giả, cho bà con, vụ thu đông năm nay tại đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ gieo xạ là 172.000 ha. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khuyến cáo các địa phương cần chủ động bố trí thời vụ sản xuất và thời gian xuống giống sớm hơn để có thể tránh lũ vào cuối vụ và triều cường. Dự báo năm nay mặc dù lũ ở mức thấp, thế nhưng triều cường thì lại rất cao, thậm chí còn cao hơn cả trung bình nhiều năm. Vì thế các địa phương không được chủ quan, cần phải gia cố hệ thống đê bao, bờ bao để ứng phó với triều cường khi mà kết hợp với lũ. Về thời tiết 10 ngày tới tại đồng bằng sông Cửu Long dự báo thì mưa dông sẽ liên tiếp xuất hiện về chiều và tối. Trong đó thì 2 ngày tới lưu ý mưa xuất hiện trên diện rộng, sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to đến rất to, dễ kèm theo gió giật và sấm sét. Ban ngày thì khả năng trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động ở ngưỡng từ 30 cho đến 34 độ. Toàn Nam Bộ cũng sẽ có mưa nhiều sau 13 giờ chiều ngày mai. Thời gian có nắng sẽ rút ngắn lại, tập trung vào buổi sáng và buổi trưa. Trời thì nắng mây đan xen nên nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và một số nơi khác duy trì ở ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Riêng Phú Quốc và Rạch Giá thì trời dịu mát hơn, mức nhiệt là 29 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.